con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan di lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì nhân cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối tháng này. con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành kinh sớ sao diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ bửu quan tự đệ tử như hòa giảo duyệt minh tiến huệ trang và đức phong tập hai trăm mười lăm xin xem a di đà kinh sớ sao diễn nghĩa hội bản trang bốn trăm hai mươi lăm sao các hữu nhân duyên giả thiện căn phước đức kỳ sở diêu lai tùng hà phát tâm quân danh viết nhân nhi thiện căn phát khởi tất hữu chủng chủng thiện duyên phi trợ phước đức phát khởi tất hữu chủng chủng phước duyên phi trợ thị các hữu kỳ duyên giả dịch nghĩa mỗi điều đều có nhân duyên nguồn cội của thiện căn và phước đức là do phát những tâm nào những tâm ấy đều gọi là nhân nhưng để thiện căn phát khởi ắt phải có các thứ thiện duyên giúp đỡ để phước đức phát khởi ắt phải có các thứ phước duyên giúp đỡ vì thế mỗi điều thiện căn hay phước đức đều có duyên riêng của nó ở đây giải thích câu các hữu nhân duyên trong lời sớ trong đoạn trước đã giảng rõ nhân duyên của thiện căn và phước đức tương đồng đặc biệt là trong tông này lấy trì danh làm thiện căn và còn coi trì danh là phước đức đấy chính thiện căn phước đức nhân duyên tương thông nhưng nếu nói tách rời thì cũng có lý thiện căn có cái nhân của thiện căn có cái duyên của thiện căn phước đức cũng có nhân và duyên của phước đức ở đây đã nói rất rõ ràng thiện căn là do phát tâm chúng ta phát cái tâm như thế nào sau khi tâm đã phát khởi nhất định là có các thứ duyên đến giúp đỡ quý vị thì mới có thể kết thành quả nếu chỉ phát tâm mà chẳng có duyên đến giúp đỡ tâm ấy sẽ như không chẳng có kết quả gì phước đức cũng giống như thế do vậy phát khởi phước đức cũng cần phải có các thứ trợ duyên đó là nói các hữu nhân duyên ví như quý vị phát tâm học phật phát tâm tu học định huệ điều này thuộc về thiện căn tuy đã phát tâm nếu chẳng gặp thiện tri thức chẳng gặp đồng tham đạo hữu rất khó đạt đến mục tiêu thiện hữu đồng học cũng như hoàn cảnh đều là trợ duyên đối với chuyện tu phước lại càng rõ ràng ai nấy đều mong mỏi chính mình có phước báo đối với phước cũng phải phát tâm trong hết thảy các kinh luận đức phật đã dạy bố thí là nhân duyên của hết thảy các phước chúng ta có của cải có trí huệ có sức khỏe sống lâu đó là quả báo quả báo chẳng phải là bỗng dưng mà có phải do sự tu tập tích lũy trong đời quá khứ tu tập và tích lũy đương nhiên là có nhân và duyên nhân là quý vị phát tâm chịu tu đó là nhân quý vị biết quả báo ấy là chân thật quý vị chịu tu học nhân có thù thắng và kém cỏi quý vị phát tâm có dũng mãnh hay tán loạn duyên cũng có thù thắng và kém cỏi quý vị gặp duyên thù thắng quả báo sẽ đặc biệt tốt đẹp. Cập duyên chẳng thù thắng, quả báo sẽ thu kém hơn. Do vậy, hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng lìa nhân quả. Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa đều chẳng lìa nhân quả. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Tục ngữ Trung Hoa thường nói, Nhất ẩm, nhất trác, mạc phi tiền định. Nghĩa là một hớp uống một miếng ăn không gì chẳng phải là đã định sẵn tiền định thì là ai định do chính mình định chẳng phải do ai khác định đoạt trong quá khứ chính mình đã tu cái nhân gì đời này đạt được quả báo gì đời này tu nhân gì đời sau sẽ đạt quả báo gì chẳng thể sai sót chút nào dẫu là trong chiến tranh cũng chẳng có một ai bị chết oan uổng vì thế, người thật sự hiểu rõ đạo lý này, xác thực là trong thế gian, bất luận là cá nhân, gia đình, quốc gia cho đến toàn thể thế giới đều có vận số nhất định. Vận số nhất định thì có thể chuyển hay không? Có thể chuyển. Dựa vào đâu để có thể chuyển? Nói thật thà, chẳng phải là chuyển nơi nhân, nhân chẳng thể chuyển, then chốt để chuyển là duyên tức là duyên trong nhân, duyên quả. Phật Pháp thường nói duyên sanh luận, chỉ cần quý vị có thể nắm vững duyên là có thể chuyển. Quý vị đọc Liễu Phàm Tứ Huấn sẽ thấy tiền sinh viên Liễu Phàm tự mình xoay chuyển vận mạng cả một đời. Chuyển từ nơi đâu? Chuyển từ duyên, chẳng phải là chuyển nơi nhân. Nếu chúng ta có thể nắm vững duyên này, Nói cách khác, hết thể quả báo đích xác là do chính tay ta thao túng. Mỗi chúng sanh từ vô thị kiếp đến nay, chủng tử trong A Lại Gia Thức là nhân, chủng tử của mười pháp giới thảy đều trọn đủ. Nói cách khác, trong A Lại Gia Thức của quý vị, có cái nhân thành Phật, có cái nhân làm Bồ Tát, có cái nhân làm thanh văn duyên giác, có cái nhân sanh thiên, có cái nhân đọa a tỳ địa ngục, chủng tử của mười pháp giới thảy đều có. Nay tôi phải hỏi quý vị, trong một đời này chúng ta mong đạt kết quả như thế nào? Đó là điều chúng ta hy vọng. Hãy nương theo hy vọng ấy để tranh thủ cái duyên của kết quả ấy. Ví như ta mong thành Phật, nếu mong tưởng thành Phật thì do nhân duyên của mười pháp giới thảy đều có. Ta có cái nhân thành Phật, đương nhiên là ta có thể thành Phật cái có thể nắm chắc là duyên ta chuyên tu cái duyên thành phật duyên của chính pháp giới kia ta đều chẳng tu ta chuyên tu một điều này trong một đời này nhất định sẽ thành công ngay cả thành phật là chuyện khó nhất mà còn có thể làm được trong một đời này huống gì những điều khác đúng như cổ nhân thường nói trong cửa nhà phật có cầu ác ứng chẳng có gì không cầu được. Then chốt là quý vị có hiểu rất rõ nhân, duyên và quả hay không? Đạo lý rất rõ ràng. Quý vị có thể thật sự nắm vững sự thật, chắc chắn là sẽ có thể thành tựu. Cầu điều gì bèn đạt được điều đó? Sớ, vấn, hà cố quán kinh phát bồ đề tâm tại đệ tam phước. Sớ hỏi vì sao quán kinh xếp phát bồ đề tâm vào phước thứ ba khi chúng tôi giảng quán kinh cũng đã nói cặn kẽ chuyện này ở đây liên trì đại sư đã khai thị hết sức hay nói theo lý phát bồ đề tâm là thiện căn nhưng trong tam phước nó được xếp vào điều thứ ba sớ đáp dị phước hữu sự lý bất chuyên sự cố sớ đáp do phước có sự và lý chẳng do chuyên nơi sự phát bồ đề tâm là lý hai điều trước trong tam phước là nói theo sự ở đây tam phước của quán kinh đều được nêu ra sau quán kinh tam phước nhất giả hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp nhị giả thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi tam giả phát bồ đề tâm thầm tính nhân quả độc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả dịch nghĩa sao tam phước theo quán kinh một là hiếu dưỡng với cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm chẳng giết tu thập thiện nghiệp hai là thọ trì tam quy trọn đủ các giới chẳng phạm oai nghi ba là phát bồ đề tâm rất tin nhân quả độc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả sách diễn nghĩa có giải thích nêu ra những điểm trọng yếu diễn hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng kính thượng giả từ tâm bất sát tiếp hạ giả diễn hiếu dưỡng với cha mẹ phụng sự sư trưởng là tôn kính bề trên từ tâm chẳng giết là tiếp độ kẻ dưới đây chính là thượng báo tứ trọng ân hạ tế tam đồ khổ trong bài văn hồi hướng chúng ta niệm hồi hướng văn hàng ngày thực hiện từ chỗ nào phải thực hiện ra sao thượng báo tứ trọng ân phải khởi sự từ hiếu thảo với cha mẹ tôn trọng thầy hạ tế tam đồ khổ khởi đầu bằng từ tâm chẳng giết đây là dạy cho chúng ta cách thực hiện cụ thể nhằm bổ sung những ý nghĩa chưa được nêu trọn trong phần trước diễn tu thập thiện nghiệp thân xã tam tà khẩu ly tứ quá ý đoạn tam ác giả thử cộng phàm phu hành diễn tu thập thiện nghiệp là thân bỏ ba điều tà miệng lìa bốn điều lỗi ý đoạn ba sự ác những điều này hành chung với phàm phu phước thứ nhất trong tam phước là phàm phu phước đó là căn cơ của bồ tát bồ tát chẳng tu học từ chỗ này chắc chắn chẳng thể tu hành chứng quả do vậy điều này rất trọng yếu thân trừ tam tà ở đây tam tà là giết trộm dâm nhất định phải rời lìa khẩu ly tứ quá tức là vọng ngữ ác khẩu ỷ ngữ ỷ ngữ là hoa ngôn xảo ngữ nghe thì êm tai lắm thực ra là có hại chẳng có lợi gì bao gồm cả những thứ giống như ca múa trong hiện tại lưỡng thiệt là khơi gợi thị phi phải xa lìa bốn thứ lầm đổi ấy trong ý tam độc phiền não là tham sân si chúng có phạm vi hết sức rộng lớn không chỉ là phải lìa tham sân si đối với pháp thế gian mà đối với pháp xuất thế gian cũng trở nên có tâm tham do vậy nhất định là phải đoạn tham sân si lìa khỏi tham sân si thì là ba thiện căn ba thiện căn là vô tham vô sân vô si tất cả hết thảy thiện pháp thế gian sanh từ đây. Do vậy có thể biết, tất cả hết thảy ác pháp trong thế gian sanh từ tham, sân, si, nên chúng được gọi là tam ác hoặc tam độc. Diễn: Tam quy giả, Phật, pháp, tăng giả. Diễn: Tam quy là Phật, pháp, tăng. Chúng tôi sợ các đồng tu sơ học thấy Phật pháp tăng sẽ hiểu sai ý nghĩa nên thường dùng cách nói của lục tổ đại sư trong đàn kinh là giác chánh tịnh phật là giác pháp là chánh tăng là tịnh đó cũng là tự tánh tam bảo là chỗ quy y thật sự của chúng ta diễn cụ túc chúng giới giả đạo tục bị thọ vi tế diễn đầy đủ các giới là đạo hay tục đều thọ đủ mọi lẽ vi tế. Ở đây đạo là người tu đạo, tục là kẻ thế tục. Bất luận là tu đạo hay thế tục đều phải tuân thủ khuôn phép, đều phải giữ quy củ. Giới luật là pháp luật là mẫu mực cho cuộc sống. Ngoài những điều luật do Đức Phật đã chế định ra, pháp luật quy định phong tục, tập quán, quan niệm đạo đức của thế gian đều bao gồm trong ấy trong hai chữ chúng giới dù là người thế gian hay xuất thế gian đều phải nên tuân thủ xã hội mới có trật tự mới an tường hòa thuận chúng sanh mới có thể sống an hòa lợi lạc diễn bất phạm oai nghi giả tam thiên tất dài bất khuyết giả diễn chẳng phạm oai nghi là ba ngàn oai nghi đều chẳng thiếu khuyết oai nghi là nói tới nghi biểu sự biểu lộ tác phong cư xử của một cá nhân ngày nay chúng ta nói là phong độ ba ngàn oai nghi tám vạn tế hạnh có thể thấy xuất gia chẳng phải là chuyện dễ dàng vì sao trong cuộc sống phải cẩn thận dường ấy vì người ấy tức người xuất gia là nhân thiên sư biểu tức là bậc thầy gương mẫu cho cả trời lẫn người là tấm gương cho đại chúng là khuôn mẫu để đại chúng noi theo do đó nhất cử nhất động đều phải nêu gương tốt nhất cho người khác học tập theo hiện thời trong xã hội người xuất gia chẳng được đại chúng trong xã hội tôn kính nguyên nhân ở chỗ nào do giới hạnh lẫn oai nghi đều chẳng có không nói tới những thứ ấy đại chúng bình phàm cũng quen thói buông lung quen nếp tùy tiện chẳng thể chịu nổi bó buộc hễ hơi có chút nào ràng buộc họ sẽ chịu không nổi tu hành kiểu đó rất khó thành tựu nhất cử nhất động của chư phật bồ tát chẳng có ai bó buộc mà các ngài tự nhiên phù hợp oai nghi đó là gì bình thường để dưỡng thành thói quen ấy trong Pháp Thế gian chúng ta đọc luận ngữ Thấy khổng lão phu tử 70 tuổi Tùy tâm sở dục bất du cũ Nghĩa là thuận theo lòng muốn chẳng vượt quy cũ Nói theo Phật Pháp Ngài đã đạt đến giải thoát Đạt được tự tại Thuận theo lòng muốn mà cũng chẳng phạm giới Cũng chẳng phạm oai nghi Đó là công phu tu dưỡng thuần thục Được nho gia coi trọng nhà phật càng coi trọng hơn chúng ta phải ghi nhớ điều này diễn thử cộng nhị thừa hành diễn điều này hành chung với nhị thừa điều thứ hai trong tam phước là hạnh tu tập của thanh văn và chuyên giác đương nhiên bồ tát chẳng thể không tu điều sau nhất định bao gồm điều trước điều trước chẳng bao gồm điều sau diễn phát bồ đề tâm giả y vô tác cảnh khởi vô duyên thể danh phát bồ đề tâm diễn phát bồ đề tâm là nương vào cảnh vô tác để khởi lên thể nguyện vô duyên gọi là phát bồ đề tâm ý nghĩa này rất sâu vô tác ở đây tác là tạo tác cảnh giới vô tác là nói đến cái tâm thanh tịnh trong tâm địa chẳng khởi tâm không động niệm, đó là vô tác. Khởi tâm động niệm thì sai mất rồi. Khởi vô duyên thệ, thệ là nói tới tứ hoằng thệ nguyện, tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện ấy là tự nhiên Xuất phát từ chân như bản tánh Chẳng phải là miễn cưỡng Nên gọi là vô duyên thể Nói theo cách hiện thời Duyên là điều kiện Vô duyên là chẳng có điều kiện Ta phát ra thệ nguyện chẳng có điều kiện gì Đó là những chuyện đáng phải nên làm Thuộc về bổn phận của một người thật sự giác ngộ Chẳng có bất cứ điều kiện gì để bàn luận nữa Do vậy, hệ phát ra cái tâm ấy sẽ là một vị bồ tát chân thật, chẳng phải là quyền giáo bồ tát mà là bồ tát thực sự. Bồ tát thực sự nói theo phiên giáo sẽ từ địa vị sơ trụ trở lên, vượt xa thanh văn duyên giác, vượt xa quá nhiều. Này, chúng ta mỗi ngày đều nói phát bồ đề tâm, đó là phát tâm ngoài cửa miệng, xác thực là chẳng phát chi cả. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thấy kẻ này cũng đáng ghét, thấy kẻ kia cũng ngứa mắt, ta chẳng thèm độ kẻ đó. Vậy là độ chúng sanh ở chỗ nào? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Hằng ngày giấy vọng tưởng, hằng ngày tạo tác tham sân si, không chỉ là chẳng đoạn mà còn tăng trưởng mỗi ngày. Do vậy có thể biết, hằng ngày niệm tứ hoàng thệ nguyện buổi sáng niệm một lần, buổi tối niệm một lần, đều giả chất, chẳng có một câu nào là thật. Nếu phát bốn nguyện ấy bằng chân tâm, phát nguyện chân thật, thì chúc mừng quý vị, quý vị đã chứng đắc sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Kinh Hoàng Nghiêm gọi sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo là Pháp Thân Đại Sĩ. Tâm của quý vị là chân tâm, chẳng phải là kẻ bình phàm. Vì thế, xếp phát Bồ Đề Tâm vào điều phước thứ ba là hợp lý. Vì sao? Vì hàng nhị thừa chẳng có Bồ Đề Tâm. A-la-hán à và Bích-chi Phật chẳng phát tâm phổ độ chúng sanh. Chẳng phải là các ngài không độ chúng sanh. Chúng sanh đến tìm các ngài, còn tùy thuộc các ngài có hứng thú hay không. Quý vị hướng về các ngài thỉnh giáo. Các ngài theo quý vị cũng khá hữu chuyên, bèn dạy bảo chẳng hữu duyên, các ngài chẳng thèm ngó ngàng tới quý vị. Nói cách khác, A la hán và Bích chi Phật độ chúng sanh có điều kiện, Bồ tát độ chúng sanh vô điều kiện. Khác hẳn bởi lẽ Bồ tát có Bồ đề tâm, còn hàng nhị thừa chẳng có Bồ đề tâm. Câu dưới đây nhằm giải thích từ ngữ thâm tính nhân quả. Diễn thật tướng bất nhị nhi nhị lập nhân quả thù nhị nhi bất nhị thị chung lý nhất tính tử nhân quả phương danh phi thâm dịch nghĩa thật tướng chẳng hai mà hai lập thành nhân và quả khác nhau tùy hai mà một từ đầu tới cuối lý là một tin tưởng nhân quả này thì mới gọi là sâu giải thích chữ thâm Tin nhân quả thì chúng ta đều tin Có kẻ học Phật nào trong lũ chúng ta mà chẳng tin nhân quả Đều tin Tuy tin nhưng chẳng đủ độ sâu Vì sao? Vì chính mình vẫn chưa thể nghiêm túc đoạn ác tu thiện Tức là tin chẳng đủ độ sâu Chẳng hạn như Đức Phật dạy chúng ta Tài bố thí sẽ chẳng thiếu hụt tiền của Này chúng ta có tiền tài Có chịu bố thí hay không? Vẫn không chịu Vậy thì có tin tưởng lời Phật hay chăng? Tin tưởng ư? Đã tin tưởng, cớ sao chẳng làm? Không đủ sâu, lời Phật dạy là thật. Đáng tiếc là chúng ta chẳng thật sự tin tưởng. Thật sự tin tưởng thì suốt một đời này sẽ sống hết sức hạnh phúc. Xác thực là đạt được tự tại. Pháp bố thí bèn được thông minh, trí huệ. Vô úy bố thí bèn được khỏe mạnh, trường thọ. Đối với ba thứ bố thí này, này chúng ta đều có năng lực tu tập. Đối với phước báo, chư vị phải ghi nhớ, giữ lại để hưởng trong lúc tuổi già, đó là người có trí huệ nhất. Tuổi trẻ đừng nên hưởng sạch phước báo, để rồi đến khi tuổi già chịu khổ, sẽ là thật khổ. Tuổi trẻ chịu khổ đôi chút, chẳng sao cả, có tinh thần và thể lực để chống đỡ được Còn tuổi già suy lụng Chẳng có ai chăm sóc Đích xác là rất đáng thương Chúng ta muốn tuổi già hạnh phúc Hiện thời thì trước hết là phải tu bố trí Phải học kính lão tôn hiền Kính trọng người già tôn trọng hiền nhân Đó là tu cá nhân Mai sau chúng ta già cả Bọn trẻ tuổi sẽ tôn kính ta Này ta thấy người già liền chán ghét đợi đến khi ta già cỗi người khác trông thấy sẽ chán ghét ta nhân như thế nào thì sẽ có quả báo như thế ấy chẳng sai sót mảy may do vậy thấy người già thì hãy nên nghĩ trong tương lai ta sẽ già thấy người già rất đáng thương trong tương lai ta sẽ giống như họ thậm chí còn đáng thương hơn họ nữa do đó nhất định phải chiếu cố và giúp đỡ người già đây là quý vị tu nhân trong hiện tại trong tương lai sẽ đạt được quả báo. Do vậy, phải tin sâu nhân quả. Chỗ này đích xác là có chiều sâu. Bồ Tát mới có thể khế nhập chiều sâu này. Lũ bình phàm như chúng ta vẫn chẳng làm được. Thật tướng bất nhị nhi nhị. Thật tướng chẳng hai mà hai. Trong bất nhị, kiến lập hai pháp, nhân và quả là hai pháp. Lập nhân quả thù Ở đây lập là kiến lập Thù là khác nhau Có nhân và quả Nhị nhi bất nhị Nghĩa là tuy hai mà một Tùy nói nhân và quả Nói thật thà Nhân và quả là một chuyện Trong nhân có quả Trong quả có nhân Quả lại là cái nhân kế tiếp Xoay vần quả làm nhân Nhân đó lại sinh ra cái quả kế tiếp chẳng cùng tận Thị trùng lý nhất Từ đầu đến cuối lý là một Cùng một đạo lý Tính thử nhân quả Phương danh vi thâm Tình nhân quả này mới gọi là sâu ắt phải thật sự thâm nhập đại thừa Thì mới có thể triệt để giác ngộ Thấu hiểu chân tướng của nhân quả trong vũ trụ Và nhân sinh thuộc về thế gian lẫn xuất thế gian mới có thể thực sự đoạn nghi sanh tính trong tu học diễn độc tụng đại thừa tu tam trí giải vận viên thừa hạnh diễn độc tụng đại thừa tu ba trí giải vận dụng hạnh thuộc về viên giáo ở đây tam trí là nhất thiết trí đạo chủng trí nhất thiết chủng trí Dùng phương pháp gì để cầu tam trí? Dùng độc tụng. Chư vị phải biết, độc tụng nhằm mục đích tu tam học giới định huệ. Tam học được hoàn thành đồng thời. Thật sự dùng phương pháp này để đắc định, tự nhiên sẽ khai huệ. Huệ ấy chính là căn bản trí. Độc tụng nhằm mục đích tu tâm thanh tịnh, quyết định chẳng để cho vọng niệm nào tồn tại nếu quý vị đọc kinh mà dễ dấy lên vọng tưởng hãy trì chú chú chẳng có ý nghĩa quý vị chẳng có cách nào dấy vọng tưởng đọc kinh mà nếu chẳng có vọng tưởng để đọc chẳng khởi tâm không động niệm người ấy đã tu định ta niệm một tiếng đồng hồ thì trong một tiếng đồng hồ ta chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước tâm đã định trong một tiếng đồng hồ niệm hai tiếng đồng hồ tâm định trong hai tiếng đồng hồ tu định tu tâm thanh tịnh mục đích của việc đọc kinh là ở chỗ này tu tâm thanh tịnh sẽ là công đức vừa đọc kinh vừa suy nghĩ ý nghĩa trong ấy thì chẳng có công đức gì hết dẫu niệm nhuần nhuyễn cách mấy niệm đến mức thuộc năm lòng cũng đều vô dụng vẫn thuộc về pháp thế gian chẳng phải là phật pháp quý vị đạt được lợi ích là ký tụng tức độc tụng thuộc lầu lầu chẳng dính dáng gì với tánh đức nếu dùng phương pháp này của phật pháp để độc tụng sẽ là tu đức thật sự tương ứng với tánh đức đây là công đức chân thật chúng ta phải biết điều này nghiên cứu thảo luận thuộc về hậu đắc trí do vậy lúc mới học lấy độc tụng làm chánh yếu nghiên cứu và thảo luận là phụ trợ. Nếu chẳng nghiên cứu, thảo luận, ví như quý vị khai trí huệ phải tốn 10 năm, tức là do 10 năm công phu, quý vị mới có thể từ định mà khai huệ. Nếu lại thêm vào nghiên cứu, thảo luận, thì quý vị có thể tiến nhanh hơn. 5 năm bèn khai trí huệ, có sự thuận lợi này, có lợi ích như vậy. Này, chúng ta đang trong quá trình học tập vận dụng hai phương pháp để tiến đồng thời. Cùng tiến đồng thời, chư vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ. Tu tâm thanh tịnh là chủ yếu, nghiên cứu và thảo luận nhằm phụ trợ. Như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được công đức và lợi ích chân thật. Diễn Dĩ thử giải hành giáo kỳ hành giả, dành vì khuyến tấn. Diễn, dùng sự giải hành ấy để dạy hành giả thì gọi là khuyến tấn. đem phương pháp tu hành của chính mình, đem tâm đắc trong sự tu hành của chính mình dạy cho người khác, khuyên lơn, khích lệ người khác thì gọi là khuyến tấn hành giả. Diễn, thử đại thừa bất cộng hành nghiệp giả. Diễn, đây là hành nghiệp đại thừa chẳng cùng chung với nhị thừa hoặc phàm phu. Phước cuối cùng này, thuần túy, là phước mà Đại Thừa Bồ Tát mới có, Phạm Phu và Nhị Thừa đều chẳng có. Câu đầu tiên là Phát Bồ Đề Tâm. Hôm nay chúng ta xem từ phần này. Tính nhân quả, đọc Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Nghĩa là tin nhân quả, đọc Kinh Đại Thừa, khuyến khích sách tấn hành nhân. Chúng ta cũng có điều này, nhưng thật ra chúng ta chỉ là tương tự, chẳng phải là thật sự. Vì sao? Vì chẳng có bồ đề tâm. Nhất định là phải có bồ đề tâm. Bốn câu này chính là bồ tát tâm. Chẳng có bốn câu này, thì ba câu kế đó vẫn là phàm vô tâm. Do vậy có thể biết, xác thực là Đại Thừa Phật Pháp được kiến lập trên cơ sở Bồ Đề Tâm. Dưới đây là một đoạn vấn nạn. Sao Nạn vị, Vân Hạ phát Bồ Đề tâm, nhi giữ thượng chi nhị giả đồng danh viết phước. Sao vặn rằng, vì sao phát Bồ Đề tâm lại cùng với hai điều trước đều gọi là phước? Ở đây, nạn là có người cố ý đến gây khó dễ. Phát Bồ Đề tâm thì phát tâm là chuyện thuộc về lý có thể nào lại xếp chung với hai điều trước để luận định ư những điều trước là kính trọng người trên lẫn kẻ dưới là thuộc về sự tam quy trọng giới cũng đều thuộc về sự sự là phước lẽ nào phát tâm là phước nêu ra một câu hỏi như thế để cật vấn tuy trong kinh nói giả thiết nhưng trên thực tế chắc là sẽ có kẻ bắt bẻ như vậy dưới đây là lời giải thích của Liên Trì Đại Sư. Sao? kim Minh phước khẩu sự lý. Sao? Này nói rõ phước có sự và lý. Phước có sự và lý. Sao? Thử Bồ Đề Tâm, Thị bát Nhã Trung, Như hư không bất khả tư lượng chi phước, Phi Đạt Ma, Sở xích nhân thiên hữu lậu chi phước giả. Cố tiền nhị phước do cộng phàm tiểu thử độc thiện đại thừa nhĩ. Dịch nghĩa: Sao tâm Bồ đề này là phước giống như kinh Bát Nhã đã nói, như hư không chẳng thể suy lường, chẳng phải là phước nhân thiên hữu lậu bị Tổ Đạt Ma quở trách. Do vậy, đối với hai thứ phước trước, phàm phu và tiểu thừa còn có phần, chỉ riêng phước này dành riêng cho hàng đại thừa. Chúng ta hãy xem sách diễn nghĩa chú giải. Diễn. Vân Hà phát Bồ Đề tâm, di giữ thượng nhị đồng vi phước giả. Vị phát Bồ Đề tâm, ký thị thiện căn, tắc quán kinh tiền nhị ưng danh vi phước, Đề tam phát tâm hà diệt danh phước gia. Dịch nghĩa. Vì sao coi phát Bồ Đề tâm cũng là phước giống như hai điều trước? Ý nói phát bồ đề tâm đã là thiện căn vậy thì hai điều trước trong quán kinh phải nên gọi là phước vì sao điều thứ ba là phát bồ đề tâm cũng gọi là phước vậy người ấy đều ra nghị vấn cụ thể và rõ ràng phát bồ đề tâm là thiện căn chẳng phải là phước dĩ đây là lời đáp đáp rất hay diễn kỳ minh phước hữu sự lý hạ dị phước hữu nhân thiên, tiểu quả, hữu lậu, hữu vi chi sự phước. Diễn, từ câu này nói rõ phước có sự và lý trở đi. Do phước xét theo mặt sự thì có nhân, thiên, tiểu quả, hữu lậu, hữu vi, vân vân Lũ bình phàm chúng ta, hãy nói đến phước đều hiểu là những thứ này. Hãy còn có đại phước sâu rộng hơn mà chúng ta không biết. Diễn hữu xứng tánh vô lậu vô vi chi lý phước diễn xét theo lý thì có loại phước xứng tánh vô lậu vô vi phàm phu chúng ta chẳng biết điều này diễn kim bồ đề tâm chánh trị bát nhã kinh trung bất trụ tướng như hư không bất khả tư nghị chi phước phi khử vì sự tướng chi phước cố vô ngại giả diễn này tâm Bồ Đề đúng như kinh Bát Nhã nói, nó là phước chẳng trụ nơi tướng, như hư không chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải là phước thuộc sự tướng hữu vi, cho nên vô ngại. Lời giải đáp này rất phiền mãn. Bồ Đề tâm là chân tâm, Bồ Đề tâm là bản tánh. Lục Tổ đại sư khai ngộ đã nêu bày cảnh giới ngài khế nhập như sau. Nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, sau khi đã khế nhập, ngài mới phát hiện, nào ngờ tự tánh vốn sẵn trọn đủ. Trọn đủ chính là phước, hết thảy các thiện căn chẳng có gì không đầy đủ, thuộc về tánh đức, chẳng phải là tu đức. Nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Chẳng có phước thì làm sao có thể sanh ra vạn pháp. Nói theo vạn pháp thì là sự và lý, tất cả hết thảy sự tướng thể đều do tự tánh biến hiện. Ngay cả y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới hoa tạng và thế giới Tây phương, thể đều sanh từ tự tánh. Lẽ nào chẳng phải là phước? Đây là phước báo xứng tánh. Do vậy, trong hết thảy các kinh đại thừa, Đức Phật khuyên chúng ta hãy phát Bồ đề tâm. Chúng ta chẳng có thiện căn mà cũng chẳng có phước đức hệ phát bồ đề tâm thiện căn và phước đức đều trọn đủ viên mãn cho dù mười phương hết thể chư phật tán thán đều chẳng thể tán thán trọn hết được do nó thấy đều trọn đủ lẽ nào chẳng phải là phước công đức phát tâm chẳng thể nghĩ bàn phẩm sơ phát tâm của kinh hoa nghiêm đã nói rất hay phước này hàng đại thừa bồ tát đều có nhị thừa và phàm phu đều chẳng có phần sao nhiên kim sớ bất dĩ phối phước nhi thuộc chi thiện căn giả hà sao nhưng bộ sớ này lại chẳng coi bồ đề tâm là phước mà xếp nó vào thiện căn là vì lẽ gì ở đây kim sớ là nói đến bộ sớ sau này trong sớ sau bồ đề tâm được xếp vào thiện căn chẳng xếp vào phước là do duyên cớ nào sao lương dĩ thiện chi giữ phước biệt chi tác nhị tổng chi tác nhất sao ấy là vì thiện và phước xét theo biệt thì là hai xét theo tổng bèn là một thiện căn và phước đức có lúc có mối quan hệ liên đới mật thiết tục ngữ trung hoa thường nói phước chí tâm linh tức là kẻ ấy bình thường sức đần khi phước báo đưa đến bỗng nhiên thông minh điều này nói rõ mối quan hệ liên đới giữa thiện căn và phước đức người thật sự có phước nhất định là có thiện căn nhất định là có trí huệ nếu có phước chẳng có trí huệ chẳng có thiện căn kinh phật gọi điều ấy là si phước tức ngu si đó mà si phước chẳng đáng coi là quý Tuy có phước báo Kết quả là suốt một đời Vẫn phải chịu khổ, chịu nạn Rất nhiều Thế gian này Rất nhiều kẻ có tiền Là đại sĩ nghiệp gia Khổ sở khôn cùng Cuộc sống cũng rất tiết kiệm Bớt ăn bớt mặt Tiền của rất nhiều Đều để cho kẻ khác hưởng phước Suốt đời vất vả kinh doanh Cho người khác hưởng phước có phải là kẻ ấy thực sự tạo phước cho quý vị hưởng hay không? Chẳng phải vậy, người ấy chẳng có cái tâm đó, mà cũng chẳng có ý nghĩ đó. Nhưng sống hồ đồ mơ màng cả đời, đó là si phước. Người như vậy rất nhiều, ở Trung Hoa lẫn ngoại quốc đều có thể thấy. Người thật sự có trí huệ, có thiện căn, hệ có phước báo, nhất định sẽ để cho chúng sanh hưởng phước. Người ấy có thiện tâm như vậy Thật sự vì xã hội Vì đại chúng tạo phước Khiến cho mọi người hưởng phước Phước báo càng to hơn nữa Suốt đời Ấn quan đại sư Bội phục khổng lão phù tử nhất Khổng lão phù tử Khởi tâm động niệm Đều nghĩ vì quốc gia Vì thiên hạ Vì hết thảy chúng sanh Chẳng nghĩ tới chính mình Suốt đời ngày tu tập Tích lũy Phước báo ấy to lớn Mãi cho đến nay, con cháu Ngài luôn được người đời tôn trọng. Người thứ hai được tổ ấn quan bội phục là Phạm Trọng Yên. Phạm Trọng Yên suốt đời sống rất kham khổ, xuất tướng, nhập tướng. Ông ta là một vị tể tướng nổi danh đời tống, là một nhà quân sự kiêm chánh trị gia lỗi lạc. Suốt đời, ông Phạm dùng toàn bộ thu nhập của chính mình để làm sự nghiệp công ích cho xã hội làm đến tể tướng mà khi chết không mua nổi quan tài vì tiền tài đã đem bố thí hết cả rồi do vậy nhà họ phạm mãi cho đến nay gia đạo chẳng suy còn cháu đều tốt đẹp trong văn sau tổ ấn quan nói gia tộc ông ta suốt tám trăm năm chẳng suy vi là do tổ tông tích đức sâu dày trong lịch sử trung hoa rất ít thấy những trường hợp tương tự. Gia tộc bình thường có thể duy trì ba đời cũng chẳng nhiều. Còn hai gia tộc ấy, tức gia tộc Khổng Tử và gia tộc Phạm Trọng Yêm thì mấy chục đời đều chẳng suy. Điều này đáng cho chúng ta phản tỉnh, đáng cho chúng ta noi theo. Sau, Biệt Nhi Ngôn Chi, Tắc Bồ Đề Tâm thiên thuộc thiện căn, Tổng Nhi Ngôn Chi Tắc Bồ Đề Tâm Diệt Khả Vân Phước Quán Kinh Tổng Cử Ngôn Phước Vô Ngại Dịch Nghĩa Sao? Nói theo biệt Bồ Đề Tâm Thiên Về Thiện căn Nói theo Tổng Cũng có thể nói Bồ Đề Tâm là Phước Quán Kinh nói theo Tổng Nên bảo Bồ Đề Tâm là Phước Chẳng trở ngại gì Trong Kinh này Liên trì Đại Sư chẳng quy Bồ Đề Tâm vào Phước Đức mà xếp bồ đề tâm vào thiện căn trong kinh quán vô lượng thọ phật đức thế tôn xếp bồ đề tâm vào phước đức đều đúng chẳng trở ngại gì sao vấn bảo tích đại bổn phân dục kiến vô lượng thọ phật giả ưng phát vô thượng bồ đề tâm phục đường chuyên niệm bỉ quốc tích tập thiện căn tác bồ đề thiện căn Tự vi nhị sự kim hà trực dĩ thiện căn thuộc bồ đề tâm sao hỏi kinh đại bổn trong bộ bảo tích có nói muốn thấy vô lượng thọ phật hãy nên phát vô thượng bồ đề tâm lại hãy nên chuyên niệm cõi ấy chứa nhóm tu tập thiện căn như vậy thì bồ đề và thiện căn dường như là hai chuyện sau này lại thẳng từng bảo thiện căn thuộc về bồ đề tâm nói thật ra bộ sớ sao của liên trì đại sư có cái hay là vô cùng tường tận giải trừ rất nhiều nghi hoặc của bọn chúng sanh chúng ta đọc kinh quá nhiều vấn đề cũng lắm vì sao vì trong kinh này đức phật nói như thế này kinh kia lại nói theo kiểu như thế nọ chuyện phiền toái bèn xảy ra người hoàn toàn chẳng niệm kinh thì sẽ chẳng có vấn đề gì thật thà niệm Phật đâm ra sẽ thành tựu rất nhanh chóng. Vì thế, các vị Pháp sư trong giáo hạ, rất nhiều người chẳng bằng những ông già bà cả thật thà niệm Phật. Khi vãng sanh, họ biết trước lúc mất, đứng mất, ngồi mất rất nhiều. Tình hình những vị Pháp sư trong giáo hạ chẳng bằng họ là do nguyên nhân nào? Do xem kinh nhiều quá, nghi vấn cả đóng, nếu chẳng thể đoạn trừ nghi vấn, tính tâm sẽ bị chướng ngại. Nói thật ra, qua tác phẩm sớ sao, chủ ý chánh yếu của liên trì đại sư là nhằm giúp chúng ta phá mê, giấy lên lòng tin, kiến lập tính tâm. Quý vị đã có tính tâm, thì tự nhiên sẽ phát nguyện tu hành. Đây là do đọc hội vô lượng thọ trong Kinh Bảo Tích. thấy cô nói một câu như thế này dục kiến vô lượng thọ phật giả muốn thấy vô lượng thọ phật phải hội đủ những điều nào ưng ừ, phát vô thượng bồ đề tâm hãy nên phát tâm vô thượng bồ đề đây là điều kiện thứ nhất phục đường chuyên niệm bỉ quốc lại hãy nên chuyên niệm cõi ấy đây là nhớ phật niệm phật đây là điều kiện thứ hai tích tập thiện căn là điều kiện thứ ba phải đoạn hết thầy ác, tu hết thầy thiện. Trọn đủ ba điều kiện ấy thì mới có thể thấy vô lượng thọ Phật. Nói cách khác là mới có thể vãng sanh thế giới Tây Phương. Chiếu theo cách nói này, tắt Bồ Đề Thiện căn nghĩa là thì Bồ Đề và Thiện căn dường như là hai chuyện. Trong ba điều kiện trên đây, điều kiện thứ nhất là Bồ Đề Tâm, điều kiện thứ ba là thiện căn dường như là hai chuyện chẳng giống như là một chuyện cớ sao liên trì đại sư lại xếp bồ đề tâm vào thiện căn chẳng phải là biến chúng thành một chuyện ư sao đáp bỉ đảng ngôn thiện căn thử nãi vân đa thiện căn đa chi nhất tự phi bồ đề tâm hà dĩ đương thử sao đáp kinh ấy chỉ nói thiện căn kinh này bèn nói là nhiều thiện căn một chữ nhiều ấy nếu chẳng phải là bồ đề tâm thì dùng gì để tương ứng với nó được liên trị đại sư rất cao minh trong kinh vô lượng thọ chỉ nói thiện căn kinh di đà nói nhiều thiện căn bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc chính là nhiều thiện căn thèn chốt ở ngay một chữ nhiều trong kinh chẳng có chữ ấy Kinh chỉ nói Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức Nhân duyên đắc sanh bỉ quốc Chẳng thể ít Đương nhiên là nhiều Đã là nhiều mà nếu chẳng gieo thiện căn Từ bồ đề tâm Thì làm sao có thể coi là nhiều cho được Đáp rất hay khéo Rất khá Tiếp đó lại có một câu hỏi khác Sớ Vấn Tức trì danh vì đa thiện căn phước đức thử kinh chi ngoại biệt hữu chứng cứ phủ sớ hỏi nếu trị danh là nhiều thiện căn nhiều phước đức ngoài kinh này ra có chứng cứ nào khác hay không điều này do liên trị đại sư đề xướng cổ nhân có tranh luận nên lão nhân gia Để dung hợp trọn hết các ý nghĩa của cổ đại đức coi trì danh là thiện căn lại coi trì danh là phước đức do đó trị danh là nhiều thiện căn nhiều phước đức người chất vấn bèn nói ngoài kinh này ra còn có chứng cứ nào khác hay không sớ đáp lịch lịch khả chứng như đại bi đại phẩm đẳng thuyết sớ đáp rành rành có thể chứng minh như các kinh đại bi đại phẩm vân vân đã nói liên trì đại sư xác thực là uyên bác các pháp thế gian và xuất thế gian có thể nêu ra chứng cứ sao chứng thiện căn giả sao để chứng minh trì danh là thiện căn trước hết nêu ra chứng cứ nhằm chứng minh thiện căn sao đại bi kinh phân nhất xưng phật danh dĩ thị thiện căn nhập niết bàn giới bất khả cùng tận sao kinh đại bi nói dùng xưng danh hiệu phật như là thiện căn để nhập niết bàn giới chẳng thể cùng tận kinh văn đã nói rất rõ ràng minh bạch xưng danh là thiện căn sao hữu vân sao lại nói vẫn là điều được nói trong kinh đại bi sao ngã diệt độ hậu bắt thiên trúc quốc hữu tỳ kheo danh kỳ bà già tu tập vô thượng tối thắng thiện căn dĩ nhi mạng chung sanh ư ừ tây phương quá bách thiên ức thế giới vô lượng thọ phật quốc dĩ hậu thành phật hiệu vô cấu quan như lai sau sau khi ta diệt độ tại nước bắc thiên trúc có tỳ kheo tên là kỳ bà già tu tập vô lượng thiện căn thù thắng nhất khi đã mạng chung bèn sanh vào cõi phật vô lượng thọ ở Tây Phương cách đây trăm ngàn ức thế giới Về sau sẽ thành Phật hiệu là Vô Cấu Quang Như Lai Trong đoạn Kinh Văn này Đức Phật thọ ký cho Ngài Kỳ Bà Già Nói minh bạch tu thiện căn sanh về Tây Phương cực lạc thế giới Đây là một chứng cớ rất thuyết phục Được nêu ra trong Kinh Đại Bi Ngoài Kinh Đại Bi ra Sao hữu đại trang nghiêm kinh luận sau lại theo đại trang nghiêm kinh luận đây là chú giải của kinh đại trang nghiêm sau phật thế nhất lão nhân lai cầu xuất gia xá lợi phất đẳng chư đại đệ tử cầu bất khẳng độ dĩ quán bỉ đa kiếp vô thiện căn cố sau thời đức phật tại thế có một cụ già đến xin xuất gia các vị đại đệ tử như xá lợi phất vân vân đều không chịu thế độ vì xét thấy ông cụ trong nhiều kiếp chẳng có thiện căn năng lực thần thông của a la hán chỉ có thể quan sát năm trăm đời hơn năm trăm đời các ngài chẳng có năng lực thông đạt năng lực thần thông của các ngài chỉ to ngần ấy các ngài thấy cụ già ấy trong suốt năm trăm đời chẳng gieo thiện căn thì làm sao có thể xuất gia cho được chư vị phải hiểu thời đức phật người xuất gia đích xác là đều có thiện căn vì vậy sau khi xuất gia không một ai chẳng chứng quả mức độ thấp nhất là chứng quả tu đà hoàng của tiểu thừa so trong ba thứ bất thoái quả tu đà hoàng là vị bất thoái vĩnh viễn chẳng bị thoái đọa trong tam đồ sau khi qua lại cõi trời và nhân gian bảy lần bèn chứng a la hán nếu chẳng có Phật xuất hiện trong thế gian này, người ấy bèn thành bích chi Phật, quyết định thành tựu. Sau khi Đức Phật đã diệt độ, bèn có người xuất gia mà chẳng có thiện căn. Thiện thời, mọi nơi đều là những kẻ như vậy. Chúng ta tu cả đời cũng chẳng chứng được quả tu đà hoàng. Nói thật thà, tu hành suốt đời, một phẩm phiền não cũng chẳng đoạn nổi. Tu hành sao cho cả đời phiền não không tăng trưởng, là đã ghê gớm lắm rồi Đã được coi là rất có thành tựu Đoạn phiền não há phải là chuyện dễ Do vậy, trong thời kỳ mạt Pháp Nếu chẳng tu Pháp môn niệm Phật Chẳng cầu đới nghiệp vãng sanh Quyết định là chẳng thể thành tựu ắt phải biết điều này Chúng ta xem đoạn văn này Thấy rõ năng lực của A-la-hán nhỏ bé Chẳng thể thấy cụ già ấy trong đời quá khứ đã tu thiện căn, thật sự có thiện căn. Sao Phật tự độ chi, tức chứng đạo quả. Sau, Đức Phật liền tự độ cụ già ấy, cụ liền chứng đạo quả. Đức Phật cho cụ già ấy xuất gia, xuống tóc cho cụ. Sau khi xuống tóc không lâu, cụ bèn chứng quả A La Hán. Các đồng học thấy vậy đều lấy làm lạ, người này chẳng có thiện căn cớ sao cũng có thể chứng quả a la hán đức phật liền nói cho đại chúng biết nhân duyên ấy sao nhân cáo đại chúng thử nhân vô lượng kiếp tiền sao nhân đó đức phật bảo với đại chúng người này trong vô lượng kiếp trước vô lượng kiếp trước vô lượng kiếp trước thì đương nhiên là a la hán đành chịu thua năng lực của a la hán rất hữu hạn sao vi thải tần nhân mãnh hổ bất cực đại bố thượng thụ sao làm người đẳng củi do bị hổ dữ bức bách quá đổi hết sức kinh hoảng trèo lên cây thuở ấy cụ là một tiều phu lên núi đẳng củi gặp phải cọp cọp sắp ăn cụ cụ hoảng hốt trèo lên đầu ngọn cây kêu một tiếng nam mô phật do cầu nam mô phật ấy mà gieo thiện căn Câu chuyện này xuất phát từ Kinh Pháp Hoa. Đại Trang Nghiêm Luận dẫn câu chuyện này từ Kinh Pháp Hoa. Sở, sừng Nam Mô Phật, dĩ thị thiện căn ngộ ngã đắc độ. Sở, sừng Nam Mô Phật, do thiện căn ấy gặp ta đắc độ. Vô lượng kiếp trước, bị cợp dọa nạt, hét một tiếng Nam Mô Phật Vô lượng kiếp sau gặp gỡ Thích Ca Mâu Ni Phật, do một tí thiện căn ấy mà đắc độ. Do vậy, đối với các chúng sanh trong hiện tại, quý vị khuyên họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng, tức là đã gieo chủng tử. Cũng có lẽ trong vô lượng kiếp sau, khi gặp được vị Phật nào đó, họ sẽ đắc độ. Chúng ta có thể làm được chuyện này. Vì vậy, để độ chúng sanh phải dùng các thứ phương tiện thiện xảo chẳng hạn như người học phật trên tay thường cầm chuỗi tràng hạt người ta trông thấy bèn a di đà phật quý vị chẳng khuyên kẻ ấy chính kẻ ấy tự kêu tự niệm một tiếng a di đà phật công đức vô lượng trong tương lai người ấy nhất định đắc độ chúng ta biết chắc như vậy do đó cửa nhà chúng ta dán một câu nam mô a di đà phật Người ta vừa thấy bèn nhẩm thầm A-di-đà Phật Thế là được rồi Chúng tôi in những tấm băng dính Có danh hiệu A-di-đà Phật Hoặc in hình A-di-đà Phật Các đồng tu có thể thỉnh về nhà Tết đến Đối với liễn gián cửa Tức câu đối Tết Bèn gián Nam-mô A-di-đà Phật Các tường nhất Chẳng có gì tốt lành hơn được nếu chư vị chề nhỏ thì in dài hơn, in to như khuôn khổ các câu liễn dán ở cửa. Hai bên cửa đều dán Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi ở Mỹ, căn nhà nào cũng đều dán khắp nơi. Có rất nhiều đồng học trông thấy. Bất luận quý vị bước vào phòng nào cũng đều thấy A Di Đà Phật. Đó là chính mình tự gieo thiện căn, cũng là giúp cho người khác gieo thiện căn. Thời thời khắc khắc khắp nơi khắp chốn nhắc nhở chính mình khiến cho câu phật hiệu chẳng bị gián đoạn vì thế khắp nơi đều gián khiến cho phật hiệu của chúng ta chẳng bị gián đoạn sao hoa nghiêm đệ thập hồi hướng vân nguyện ức niệm vô lượng vô biên thế giới cứ lai hiện tại nhất thiết chư phật sao phần giảng về đệ thập hồi hướng trong kinh hoa nghiêm có nói nguyện ước niệm vô lượng vô biên thế giới, quá khứ vị lai hiện tại, hết thảy chư Phật. Ở đây khứ là quá khứ, lai là vị lai. Khứ lai hiện tại là ba đời, mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Sao? Vì thứ vân, dĩ thử niệm Phật thiện căn Sao? Kế đó bèn nói do thiện căn niệm Phật này. Niệm Phật là thiện căn, lại tìm ra một chứng cứ nữa. Sao? Phạm thử dài trì danh vi đa thiện căn chi minh chứng giả. Sao? Phạm những câu như vậy đều là chứng cớ rành rành, chứng tỏ trì danh là nhiều thiện căn vậy. Đây là chứng cứ của nhiều thiện căn. Dưới đây là lời giải thích của sách diễn nghĩa đối với hai câu trong lời sau câu đầu tiên được giảng như sau diễn dĩ thị thiện căn nhập niết bàn giới bất khả cùng tận giả dĩ xưng danh thiện căn bất giữ nhất thiết hữu vi tương ứng Nãi tăng trưởng vô phi tùy thuận vô vi chi thiện căn giả cố nhập niết bàn bất khả cùng tận thí như hữu nhân thực thiểu kim can trùng cánh bất tiêu yếu đương xuyên cốt nhi xuất xưng danh công đức trực chí niết bàn diệt phục như thị dịch nghĩa diễn dùng thiện căn này để nhập niết bàn giới chẳng thể cùng tận do thiện căn xưng danh chẳng tương ứng với hết thảy hữu vi nên tăng trưởng vô vi tùy thuận thiện căn vô vi vì thế nhập niết bàn chẳng thể cùng tận ví như có người ăn một chút kim cang rốt cuộc chẳng thể tiêu được. Chất kim cang sẽ xuyên qua xương mà lọt ra. Công đức xưng danh đạt thẳng đến Niết Bàn, cũng giống như thế đó. Ở đây giải thích và tỷ dụ đều rất hay. Chúng ta thường nói tạo hết thảy thiện nghiệp, quả báo ở trong ba thiện đạo. Tạo hết thảy ác nghiệp, quả báo ở trong ba ác đạo. Niệm một câu A-di-đà-phật rốt cuộc sẽ vào đường nào trong ba thiện đạo và ba ác đạo thảy đều chẳng có a di đà phật do vì quý vị xưng niệm danh hiệu của phật bồ tát chẳng tương ứng với hết thảy các pháp hữu vi trong tam giới lục đạo nên bất đắc dĩ gọi là tịnh nghiệp mục tiêu chung cực viên mãn của tịnh nghiệp là đại niết bàn nơi quả địa như lai nó tương ứng với điều này Đúng là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đối với thâm tính nhân quả được nói trong Tam Phước, thông thường tôi không giảng theo cách này mà trực tiếp nói niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nhân quả ấy rất sâu, ngay cả những vị Bồ Tát bình phàm cũng đều không biết. Nếu đã biết thì không có vị nào chẳng niệm Phật. Vì niệm Phật thành Phật mà cùng một đạo lý giống như vậy quý vị niệm bồ tát thành bồ tát niệm thiên thì sẽ sanh lên trời niệm gì thành nấy niệm lực to lớn chẳng thể nghĩ bàn người thế gian rất đáng thương họ niệm ba ác đạo vì sao niệm ba ác đạo nghiệp nhân của ba ác đạo là tam độc trong tâm quý vị thường nghĩ tới tham sẽ là ngạ quỷ đạo hằng ngày nghĩ tới nóng giận sẽ là địa ngục đạo Niệm nào cũng đều ngu si Chính là súc sanh đạo Ngu si là tà, chánh, thiện, ác, chân, giả Đều chẳng hiểu rõ ràng Đó là ngu si Sống suốt cả đời hồ đồ, mơ màng Đó là súc sanh đạo Do vậy, kẻ niệm ba ác đạo đông lắm Kẻ niệm tham sân si nhiều lắm Câu thứ hai Diễn tu tập vô lượng tối thắng thiện căn giả vô lượng ngôn kỳ quảng đại tối thắng ngôn kỳ vi diệu dĩ xứng tánh chi tu nhất tu nhất thiết tu quảng vô nhai bạn diệu bất khả trắc cố nguyện ức niệm vô lượng vô biên thế giới thị hoành biến nhất thiết xứ khứ lai hiện tại nhất thiết chư phật thị thụ biến nhất thiết thời Sở vị nhất niệm, nhất thiết niệm, nhất thiết niệm, nhất niệm giả. Dịch nghĩa, diễn, tu tập thiện căn vô lượng tối thắng. Nói vô lượng nghĩa là rộng lớn, tối thắng là vi diệu. Do tu xứng tánh, nên một tu hết thể tu, rộng rãi không ngàn mé, màu nhiệm chẳng thể lường. Nguyện ức niệm vô lượng vô biên thế giới tức là theo chiều ngang tròn khắp hết thảy các chốn quá khứ vị lai hiện tại hết thể chư phật là theo chiều dọc tròn khắp hết thảy các thời đó gọi là một niệm hết thể niệm hết thể niệm là một niệm nói thông thường đây chính là xứng tánh khởi tu toàn tu tức tánh vì thế thiền căn và phước đức chẳng thể nghĩ bàn các đồng tu chúng ta niệm Phật, đặc biệt là trì danh niệm Phật. Nếu quý vị thật sự là nhất tâm xưng danh, thiện căn do quý vị tu tập, tích lũy sẽ giống như trong kinh đã nói. Trên đây là trích dẫn kinh luận, hồng nêu rõ trì danh niệm Phật là thiện căn chẳng sai. có sao lại nói trì danh niệm Phật là phước đức? Đoạn dưới đây nêu ra một chứng cứ. Sao chứng phước đức giả sao chứng tỏ trì danh là phước đức chứng tỏ trì danh niệm phật là phước đức sao đại phẩm bát nhã kinh phân nhược nhân tán tâm niệm phật diệt đắc ly khổ kỳ phước bất tận huống định ý niệm sao kinh đại phẩm bát nhã nói nếu ai tán tâm niệm phật cũng được lìa khổ phước ấy bất tận huống hồ là ý an định mà niệm. Ở đây tán tâm nghĩa là chẳng phải là chuyên tâm, chẳng phải là nhất tâm, thông thường là tán niệm, nghĩa là đôi khi là miệng có, tâm không, xứng lên câu Phật hiệu này thì gọi là tán niệm, tán niệm cũng có phước. Diễn, tán tâm niệm Phật, thị trước thật ức trì, trước thật thể cứu, vị nhập nhất tâm giả vì như kim nhân toàn bất trước ý đồ sự thần thiệt giả diễn tán tâm niệm phật là thật sự nghĩ nhớ trì niệm thật sự thấu hiểu tham cứu nói tán tâm niệm phật nghĩa là nói tới người chưa đắc nhất tâm chẳng phải như người hiện thời hoàn toàn chẳng dốc ý chỉ niệm suông bằng miệng lưỡi mà thôi tán tâm niệm phật Việc đắc lì khổ kỳ phước bất tận tán tâm niệm phật cũng lìa được khổ phước ấy bất tận tán tâm là nói đối ứng với nhất tâm tức là chưa chứng đắc nhất tâm trước khi chứng đắc nhất tâm thì đều gọi là tán tâm niệm phật kinh vô lượng thọ nói tán tâm niệm phật là một mực chuyên niệm chưa đắc nhất tâm tiêu chuẩn sẽ là trước thật ức trì nghĩa là thật sự nghĩ nhớ trì niệm thực sự niệm thực sự thể cứu ở đây thể là thấu hiểu cứu là tham cứu người ấy chẳng phải là nghiên cứu nghiên cứu là sử dụng thức thứ sáu tức ý thức chẳng dùng tâm ý thức thì gọi là tham cứu cũng là chuyên tâm nhất tâm nhất ý xưng niệm nhưng chưa đắc nhất tâm bất loạn nói cách khác đã có thể chế phục được phiền não, vẫn còn chưa đoạn phiền não, đoạn phiền não thì mới gọi là nhất tâm, xác thực là đã khuất phục được phiền não. Niệm Phật hay niệm kinh đều phải có công phu này thì mới đạt được phước báo. Vì như kim nhân toàn bất trước ý, chẳng phải là như người hiện thời hoàn toàn chẳng dốc ý. Nói đến những kẻ miệng có tâm không có thể nói kẻ miệng có tâm không Chẳng có phước báo Họ cũng có phước báo Nhưng chẳng thể vãng sanh trong một đời này Như trong phần trước đã nói Tiều phu cho bị hổ đuổi gắt gao Bèn hét lên một tiếng Nam Mô Phật Phải chờ tới vô lượng kiếp sau Mới có thể đắc độ Chẳng thể thành tựu trong một đời này Nếu mong thành tựu trong một đời này Tán tâm niệm Phật vẫn được tán tâm niệm phật là công phu thành phiến có thể sanh vào cõi phàm thánh đồng cư tán tâm ở đây mang ý nghĩa này có thể sanh về tây phương cực lạc thế giới hả có thể bảo là chẳng có phước ư chẳng có phước báo thì làm sao có thể sanh về tây phương cực lạc thế giới cho được đây là nói tới tiêu chuẩn của tán tâm trì danh diễn định ý niệm phật thì ký đắc sự nhất tâm diễn ý an định niệm phật là đã đắc sự nhất tâm điều này quả thật chẳng dễ dàng sự nhất tâm là cảnh giới gì đã đoạn kiến từ phiền não chẳng phải là chế phục chế phục là công phu thành phiến đã đoạn kiến tư phiền não bèn bằng với a la hán trong tiểu thừa công phu như vậy đó diễn Nhi phục ư định tâm trung Niệm niệm ức trì Tâm tâm nghiên cứu giả Nhược thị lý nhất tâm Tắc thị ly niệm cảnh giới Ký dĩ vô ý kiên diệt bất chỉ thị định giả Diễn Lại còn trong cái tâm đã định Mà niệm niệm nghĩ nhớ Vân giữ tâm luôn nghiên cứu Nếu là lý nhất tâm Thì sẽ là cảnh giới ly niệm Đã là không có ý thì cũng chẳng phải là chỉ giới hạn trong định ấy. Sự nhất tâm bất loạn là đã đoạn kiến tư phiền não. Trong định, một câu Phật hiệu thường chẳng gián đoạn, không xen tạp. Như vậy thì sẽ có thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là phá một phần vô minh, trần xa phiền não cũng đoạn. Vô minh phiền não cũng phá mấy phẩm vị ấy còn niệm hay không vẫn niệm câu a di đà phật một mực niệm đến cùng ngay khi như người ấy đã niệm đến mức thành phật viên mãn rốt ráo thì còn có niệm hay không vẫn niệm đấy là huống định ý niệm phật nghĩa là huống hồ là tâm ý an định niệm phật hết thể chư phật chẳng có vị phật nào không niệm phật vì vậy pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn đã thành phật mà vẫn niệm phật Đấy là đại từ đại bi đều gương cho chúng ta nhằm hóa độ chúng sanh chúng ta thấy phật luôn niệm a di đà phật sẽ nghĩ chắc là a di đà phật tốt lắm chúng ta niệm ngài sẽ chẳng có vấn đề gì chư phật đều niệm a di đà phật cơ mà đương nhiên là chúng ta cũng phải nên niệm a di đà phật đây là phương tiện để đức phật dạy chúng ta niệm a di đà phật không chỉ là thích ca mâu ni phật niệm a di đà phật mà mười phương ba đời hết thể chư phật không vì phật nào chẳng niệm a di đà phật ở đây tổ đã nêu chứng cứ được nói trong kinh đại phẩm bát nhã hồng chứng tỏ niệm phật là phước đức hôm nay thời gian đã hết chúng tôi giảng tới chỗ này nam mô a di đà phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật